Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng ngày 13 tháng 6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình luật pháp lệnh 2022, thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi. Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cũng đã tham gia thảo luận về chính sách đặc thù cho cán bộ y tế vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Kính thưa Quốc hội, thảo luận về các dự án luật, nhiều đại biểu cho rằng việc xây dựng dự án luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi là hết sức cần thiết để thể chế hóa quan điểm của Đảng, khắc phục những tồn tại hạn chế của luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009 và giải quyết những vấn đề mới phát sinh để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng cường hiệu lực hiệu quả, trật tự kỷ cương kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động khám bệnh chữa bệnh. Dự thảo luật gồm 10 chương và 102 điều, thêm một chương so với luật khám bệnh chữa bệnh năm 2009. Phát biểu tại phiên họp, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhất trí cao với sự cần thiết ban hành luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và cho rằng điều 4 dự thảo luật đã thể hiện sự quan tâm của nhà nước, trong đó có chính sách ưu tiên, chính sách đặc thù cho khám bệnh, chữa bệnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Song để đảm bảo thể chế hóa đầy đủ toàn diện chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần có chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ y tế vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn. Thứ nhất, chính sách của nhà nước về để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, tôi xin tham gia một số ý kiến như sau. Đề nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm chính sách ưu tiên của nhà nước đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời, cần nghiên cứu bổ sung trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nguồn lực y tế và các chế độ chính sách đặc thù cho cán bộ và nhân viên y tế phục vụ tại vùng này. Bởi lẽ, điều kiện cơ sở vật chất các cơ sở y tế hiện nay chưa đảm bảo và đáp ứng yêu cầu công tác khám bệnh chữa bệnh, trong khi đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng. Ở các huyện vùng sâu vùng xa, hiện nay chỉ có một bác sĩ trên 4-5.000 dân và cơ sở vật chất đã cũ. Bên cạnh đó, cũng cần đặc biệt chú trọng chính sách thu hút đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, tạo việc làm cho lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh cho con em, đồng bào dân tộc thiểu số, người ở vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời có chính sách ưu đãi đặc thù cho cán bộ y tế tại vùng này, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ y tế yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Thứ hai, về khám bệnh chữa bệnh sử dụng bảo hiểm y tế, tôi đề nghị bổ sung quy định trong dự thảo luật theo hướng tiếp cận bình đẳng về điều kiện thủ tục lựa chọn dịch vụ của người bệnh giữa cơ sở khám bệnh công lập và ngoài công lập. Buổi chiều cùng ngày, sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình luật pháp lệnh năm 2022, các đại biểu tiếp tục thảo luận về dự án luật thanh tra sửa đổi. Tham gia đóng góp ý kiến vào luật thanh tra sửa đổi, ông Nguyễn Quốc Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, cơ bản thống nhất với dự thảo luật thanh tra sửa đổi do Chính phủ trình Quốc hội, đồng thời tham gia thêm một số nội dung liên quan đến hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính. Trong đó nhất trí với phương án vẫn tiếp tục duy trì cơ quan thanh tra cấp huyện về thành lập Tổng cục Thanh tra và Cục Thanh tra cũng như sự cần thiết phải thành lập thanh tra chuyên ngành tại các sở. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, trước hết, tôi cơ bản thống nhất với dự thảo luật thanh tra sửa đổi do Chính phủ trình Quốc hội. Tôi xin tham gia thêm một số nội dung cụ thể như sau. Thứ nhất, về hệ thống cơ quan thanh tra theo cấp hành chính. Tôi thống nhất phương án vẫn tiếp tục duy trì cơ quan thanh tra cấp huyện vì theo luật tổ chức chính quyền địa phương thì huyện là một cấp chính quyền quan trọng, phạm vi và thẩm quyền quản lý nhà nước rất lớn, nhất là trong thời gian tới khi Quốc hội, Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương. Trong khi thanh tra là một công cụ quản lý nhà nước rất quan trọng, cơ quan thanh tra cấp huyện không chỉ thực hiện chức năng thanh tra mà còn có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết các loại tố cáo và thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thứ hai là về thành lập thanh tra, tổng cục và cục. Tôi thống nhất với dự thảo luật thanh tra là phải tổ chức thanh tra tổng cục và cục nhằm thể hiện đầy đủ, chính xác, yêu cầu thực tế về việc tổ chức cơ quan thanh tra chuyên ngành tại một số tổng cục, cục thuộc bộ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu của nghị quyết số 18. Tuy nhiên,
Quan điểm của tôi là chỉ tổ chức thanh tra chuyên ngành ở các tổng cục có phạm vi đối tượng quản lý lớn và có tổ chức theo ngành dọc ở các địa phương như Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Việc tổ chức thanh tra chuyên ngành ở các cục cần có sự cân nhắc xem xét kỹ, do tất cả các bộ đều có cơ quan thanh tra. Việc tổ chức thêm bộ phận thanh tra riêng của các cục là không thực sự cần thiết, dễ dẫn đến cát cứ, chồng chéo, lãng phí. Vấn đề thứ ba là về tổ chức của thanh tra sở. Thì tôi thống nhất về sự cần thiết phải thành lập thanh tra chuyên ngành tại các sở như dự thảo luật. Tuy nhiên, trong thực tế thời gian qua, nhiều thanh tra sở hoạt động không hiệu quả. Có sở ngành như sở ngoại vụ, rồi ban dân tộc thành lập ra tổ chức thanh tra nhưng không có đối tượng hoặc có rất ít đối tượng để thanh tra. Do vậy, tôi đề nghị dự thảo luật nên giao cho chính phủ quy định cứng một số sở có phạm vi quản lý rộng và yêu cầu quản lý chuyên ngành phức tạp được thành lập thanh tra sở để tạo sự thống nhất chung. Thì số còn lại thì giao cho Ủy ban dân cấp tỉnh quyết định thành lập trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình và tổng số biên chế được giao của địa phương. Đối với những sở không có tổ chức thanh tra thì sẽ bố trí một số công chức thanh tra biên chế trong văn phòng sở để giúp giám đốc sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng tiêu cực và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giao thanh tra tỉnh tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở trong trường hợp cần thiết. Kính thưa Quốc hội, Luật Thanh tra năm 2010 có hiệu lực và đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tuy nhiên, đến nay đã bộc lộ những hạn chế làm giảm hiệu quả hiệu lực của hoạt động thanh tra, chưa đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo đó, việc sửa đổi luật thanh tra hiện hành là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng liên quan đến công tác thanh tra, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 phù hợp với chức năng, nhiệm vụ về thanh tra, kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Cũng trong buổi chiều ngày 13 tháng 6, với 462 trên 463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,77%, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022. Tiếp theo chương trình của phiên họp chiều. Chiều ngày 13 tháng 6, Sở Công Thương Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Thẩm định giá công nghệ và doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm trao đổi hợp tác, tìm hiểu về doanh nghiệp và ngành công nghiệp tại Yên Bái, bàn giải pháp thu hút đầu tư và nâng cao năng lực doanh nghiệp của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã giới thiệu khái quát về tỉnh Yên Bái, điều kiện thuận lợi về giao thông liên vùng cũng như điều kiện về đất đai, nguồn nhân lực. Các vùng nguyên liệu nông lâm phục vụ cho sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghệ cao về gỗ rừng trồng, quế, vùng chè, cây ăn quả, nhiều loại khoáng sản có trữ lượng khá, nguồn thủy điện, điện mặt trời, phát triển điện gió, điện sinh khối. Đặc biệt, tỉnh cũng đã ban hành chính sách để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Thông qua buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương mong muốn Hiệp hội Thẩm định giá công nghệ và doanh nghiệp Hàn Quốc giới thiệu, kết nối, mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu và hợp tác với các doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, hợp tác hỗ trợ, tăng cường năng lực liên kết, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, thu hút các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào các ngành công nghiệp mà tỉnh Yên Bái có tiềm năng, đồng thời quảng bá giới thiệu về tiềm năng, tăng cường trao đổi thông tin, kết nối xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên, tập trung vào chế biến sâu, kết nối tiêu thụ sản phẩm. Phía Hàn Quốc quan tâm phát triển điện mặt trời trên hồ Thác Bà, trong đó cần phát triển một cách thận trọng, bền vững, tránh những hệ lụy về môi trường cũng như xung đột với phát triển du lịch. Chuyên gia Hàn Quốc cũng khuyến nghị Yên Bái tập trung vào sản xuất nông nghiệp sạch, nâng cao giá trị sản xuất, tạo ra những sản phẩm nông sản đặc trưng mang tính bền vững, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá sản phẩm, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Hai bên đã trao đổi về cơ hội hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật đối với doanh nghiệp Yên Bái, hợp tác chương trình đào tạo, thông tin về hoạt động thu hút đầu tư, doanh nghiệp FDI cũng như các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang đầu tư tại tỉnh. Đại diện một số doanh nghiệp mong muốn liên kết với doanh nghiệp về công nghệ của Hàn Quốc sản xuất các mặt hàng gỗ để cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại của các quốc gia. Ngày 13 tháng 6, đoàn công tác số 2 của tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại huyện Văn Yên.
Qua làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên, đoàn kiểm tra số 2 đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy chính quyền trong kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, rà soát đánh giá thực tế đối với các loại hình thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn như sạt lở đất, sạt lở bờ sông, lũ ống, lũ quét, úng ngập. Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Yên đã vận động 7 hộ di rời đến nơi ở an toàn. Hiện còn trên 840 hộ nằm trong vùng nguy cơ cao. Công tác dự báo, cảnh báo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thiên tai và cách phòng tránh, tăng cường hệ thống truyền tin, thông tin liên lạc cũng được triển khai sâu rộng, xây dựng đội xung kích cấp huyện và cấp xã với 4.600 người. Do điều kiện địa hình rộng chia cắt bởi sông suối, đồi núi cao, huyện Văn Yên cũng chịu ảnh hưởng nhiều đợt thiên tai. Từ năm 2021, đã có 3 người chết do lũ cuốn trôi, nhiều nhà ở, công trình, cây cối hoa màu, chăn nuôi cũng bị thiệt hại. Để giảm thiểu thiệt hại, huyện cũng vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ trong 3 thời điểm trước, trong và sau thiên tai. Công tác khắc phục hậu quả, chú trọng công tác chuẩn bị ứng phó với thiên tai, đánh giá rà soát, đánh giá an toàn hồ đập, ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường trang thiết bị, tổ chức luyện tập, diễn tập cho lực lượng xung kích nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Chiều ngày 13 tháng 6, tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc hội đồng chấm thi tuyển sinh Trung học Phổ thông năm học 2022-2023. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Toàn tỉnh có trên 9.000 thí sinh dự thi tại 27 hội đồng thi. Tại lễ khai mạc, cán bộ giáo viên làm công tác chấm thi được quán triệt triển khai quy chế chấm thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm. Về công tác chấm thi, hội đồng đã huy động 182 cán bộ giáo viên, trong đó có 88 người chia làm 4 tổ chấm tự luận môn ngữ văn. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bảo vệ an ninh, phòng dịch được đảm bảo. Thời gian chấm thi từ ngày 13 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2022 tại trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành và Sở Giáo dục và Đào tạo. Dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày 22 tháng 6. Phát biểu chỉ đạo công tác chấm thi, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo đề nghị hội đồng chấm thi nghiêm túc tuân thủ các quy định chấm thi theo quy chế ban hành. Các bộ phận phối hợp làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Chiều ngày 13 tháng 6, tỉnh Đoàn Yên Bái phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần Công nghệ và Sáng tạo Trẻ TEKI tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2022 với chủ đề Thiếu nhi Yên Bái hướng tới tương lai hạnh phúc. Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2022 thu hút sự tham gia của 35 thí sinh đến từ 7 đội tuyển, đại diện cho 7 huyện thị thành phố. Điểm mới của cuộc thi năm nay là ở bảng A và bảng B có thêm phần thi sản phẩm sáng tạo với chủ đề Thiếu nhi Yên Bái hướng tới tương lai hạnh phúc. Đây là một nội dung mới và khó, học sinh phải lập trình để tạo ra sản phẩm tuyên truyền bằng công cụ Code Kitten, phần mềm lập trình thuần Việt đầu tiên tại Việt Nam. Với nội dung mới này, các em học sinh được thỏa sức sáng tạo, tiếp cận với hình thức lập trình kéo thả thuần Việt Code Kitten. Tại vòng chung kết, các thí sinh tham dự hội thi đã trải qua hai phần thi, gồm thi trắc nghiệm trực tuyến và thi sản phẩm sáng tạo. Đối với phần thi trắc nghiệm, các thí sinh làm bài thi dưới hình thức trực tuyến. Mỗi thí sinh tham gia thi một lần duy nhất, trả lời 30 câu hỏi trong vòng 30 phút. Đối với phần thi sản phẩm sáng tạo, vòng loại của phần thi này thu hút 250 sản phẩm dự thi. Qua đó, 10 sản phẩm xuất sắc nhất bảng A và bảng B đã được lựa chọn vào thi chung kết trên 4 tiêu chí đánh giá, gồm tính sáng tạo và phù hợp chủ đề, tính ứng dụng, tính thẩm mỹ, kỹ thuật, đánh giá các câu lệnh, lập trình. Tại vòng chung kết phần thi sản phẩm sáng tạo, các thí sinh đã trình bày giới thiệu về sản phẩm của mình với các sản phẩm dự thi tiêu biểu như sản phẩm Thiếu nhi Yên Bái hướng tới tương lai hạnh phúc, sản phẩm Múa xòe Thái, sản phẩm Yên Bái văn chấn bảo vệ rừng, sản phẩm Yên Bái trong tim tôi, sản phẩm Yên Bái du lịch Yên Bái, hành trình hạnh phúc. Hội thi là sân chơi trí tuệ dành cho các đoàn viên thanh thiếu nhi đam mê khoa học công nghệ. Thông qua hội thi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng tin học trẻ, góp phần phát triển phong trào học tập, ứng dụng công nghệ thông tin trong thanh thiếu nhi. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích, phần thi sáng tạo cho các đội thi xuất sắc. Đối với phần thi trắc nghiệm trực tuyến, ban tổ chức trao 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 7 giải khuyến khích cho các cá nhân và tập thể tham gia hội thi. Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho đơn vị trường có nhiều sản phẩm tham gia dự thi chất lượng nhất của bảng A và B và đơn vị có nhiều học sinh tham dự thi nhất. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 diễn ra từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022.
với 2 giai đoạn. Tại Đại hội Thể dục Thể thao lần này, 21 đoàn vận động viên đến từ 9 huyện thị xã thành phố và 12 ngành của tỉnh sẽ tranh tài ở 110 bộ huy chương với 13 môn thi đấu chính thức và 2 môn thi đấu biểu diễn. Kết thúc giai đoạn 1 từ ngày 18 tháng 2 đến ngày 21 tháng 5 đã có 10 môn thi đấu được tổ chức, bao gồm bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, quần vợt, võ vô vi nam, võ karate. Giai đoạn 2 của đại hội sẽ diễn ra ngay sau lễ khai mạc với 3 môn thi đấu là cầu lông, bóng bàn, điền kinh và 2 môn thể thao dân tộc biểu diễn là đánh quay và tung còn. Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ 9 năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thông tin được nhiều người dân quan tâm ngày hôm nay là việc tăng giá xăng dầu. Từ 15 giờ chiều nay, xăng E5 RON 92 tăng 880 đồng một lít, xăng RON 95 tăng 800 đồng một lít. Như vậy, đây là đợt tăng thứ 6 liên tiếp và là đợt tăng thứ 12 của mặt hàng này trong nửa đầu năm 2022. Sau khi tăng mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 31.110 đồng một lít và xăng RON 95 là 32.370 đồng một lít, đáng chú ý, giá các mặt hàng dầu tại kỳ điều hành lần này đều được điều chỉnh tăng rất mạnh, 2.490 đến 2.630 đồng một lít. Theo đó, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel 29.020 đồng một lít, dầu hỏa là 27.830 đồng một kg, còn dầu ma rút giảm về 20.350 đồng một kg. Để thực hành tiết kiệm chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa, tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng lại nhiều lần. Tại chỉ thị về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong nhà trường do Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương tổ chức quán triệt tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về việc giữ gìn bảo quản sách giáo khoa, không viết, vẽ vào sách giáo khoa để sử dụng lại lâu bền. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục không được vận động học sinh hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm ngoài danh mục sách giáo khoa đã được Bộ phê duyệt và các địa phương đã lựa chọn dưới bất kỳ hình thức nào. Nhiều doanh nghiệp ở khu vực sản xuất công nghiệp trọng điểm phía Nam như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Dù trả lương và phụ cấp cao cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, nhưng doanh nghiệp vẫn khó tuyển dụng đủ công nhân. Tại nhiều tỉnh phía Nam, những ngày qua doanh nghiệp đã phải bố trí nhân sự bàn ghế ngay bên đường để tuyển công nhân với mức lương 6 đến 12 triệu đồng một tháng, tức là cao gấp đôi so với 2 năm trước. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, địa phương hiện có 37.000 doanh nghiệp đang cần tuyển dụng hơn 83.000 công nhân. Dự báo từ nay đến cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh cần 135.000 đến 150.000 công nhân và nhiều khả năng tiếp tục thiếu lao động, đặc biệt trong những tháng cao điểm cuối năm. Còn tại Bình Dương, các doanh nghiệp của tỉnh hiện cần tuyển dụng thêm khoảng 70.000 lao động. Lý do thiếu hụt lao động là trong đợt xảy ra dịch bệnh và dịp Tết Nguyên đán 2022, nhiều công nhân trở về quê và đến nay không trở lại làm việc. Sau 6 tháng cơ quan chức năng điều tra hàng loạt sai phạm liên quan đến công ty cổ phần công nghệ Việt Á, đã có 60 người bị khởi tố, bắt tạm giam. Trong đó có cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh, một số lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ, 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế 15 tỉnh thành. Bộ Quốc phòng cũng vào cuộc khi phát hiện các sai phạm trong quá trình thực hiện đề tài cấp quốc gia do Học viện Quân y thực hiện và khởi tố bắt tạm giam 2 cán bộ. Khi COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, công ty Việt Á cung cấp kit xét nghiệm cho các tỉnh thành trên cả nước và đã xảy ra nhiều sai phạm. Cơ quan điều tra cho rằng nhằm thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào lên 45%. Mỗi bộ kit có giá công bố 470.000 đồng. Ngoài bắt tay với cán bộ, lãnh đạo các CDC để thông thầu, lãnh đạo Việt Á còn chi phần trăm ngoài hợp đồng gần 800 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, đơn vị. Sau 6 tháng điều tra, tổng số tài sản bị cơ quan điều tra phong tỏa kê biên thu hồi ước tính hơn 1.600 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, tháng 5 đến tháng 8 hàng năm là thời điểm thị trường du lịch sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt sau hơn 2 năm đình trệ vì dịch, đây là thời điểm mà ngành du lịch phục hồi. Do nhu cầu của người dân tăng cao mà nhiều tổ chức cá nhân đã lợi dụng để lừa đảo. Thông qua các gói du lịch, combo giá rẻ, nhiều khách hàng đã bị lừa
với số tiền lớn trong khi chất lượng dịch vụ không như quảng cáo hoặc thậm chí cũng đặt cọc rồi lặn mất. Hiện nay trên các mạng xã hội không khó để tìm thấy những cộng đồng bán hàng voucher combo du lịch giá rẻ. Để thu hút người mua, các cá nhân đơn vị này đã tung ra các gói khuyến mại như sử dụng bể bơi, miễn phí bữa ăn sáng, hỗ trợ xe đưa đón tận sân bay, cùng với đó là mức giá rẻ đến khó tin. Sau đó các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền và lặn mất tăm. Một số khách hàng mua các combo tour giá siêu rẻ với những lời mời chào quảng bá hấp dẫn, nhưng thực tế đi về đã khiến khách hàng thất vọng về dịch vụ không như mong đợi. Để tránh mất tiền oan, người mua cần lưu lại toàn bộ các thông tin liên quan trong quá trình mua combo như thanh toán, mail, tin nhắn. Khi giao dịch phải yêu cầu bên cung cấp combo làm hợp đồng với các điều khoản chi tiết về chuyến bay, khách sạn, giá vé, các chi phí phát sinh khác nếu có, trách nhiệm nếu vi phạm hợp đồng và các chế tài xử lý. Nếu có dấu hiệu bất thường, người mua cần sớm trình báo với cơ quan công an để được hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, chương trình chuyển đổi số quốc gia được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2020 đã xác định nông nghiệp là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định 1034 về hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Tại tỉnh Yên Bái, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã được triển khai sâu rộng và được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân phối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp của địa phương. Trong chuyên mục câu chuyện thời sự kỳ này, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực của tỉnh Yên Bái để thúc đẩy chương trình này. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Viettel Post là đơn vị đầu tiên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái thực hiện đưa sản phẩm ô cốp lên sàn giao dịch thương mại điện tử vosso.vn. Theo đó, để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực, sản phẩm ô cốp được đưa lên sàn thương mại điện tử, Viettel Post đã trực tiếp hướng dẫn và đưa hơn 58.000 hộ sản xuất lên sàn với 100% sản phẩm ô cốp. Đồng thời, hướng dẫn bán hàng cho hơn 64.000 hộ sản xuất nông nghiệp trên sàn Vỏ Sò. Trung bình năm 2021, sàn Vỏ Sò.vn đã bán hơn 5.000 đơn hàng là các sản phẩm nông sản của tỉnh Yên Bái như tinh dầu quế, miến đào, chè san tuyết, cá sấy và hỗ trợ bà con huyện Trạm Tấu tiêu thụ hơn 2 tấn khoai sọ nương, huyện Văn Chấn hơn 1 tấn bí xanh, doanh thu đem lại hơn 2 tỷ đồng. Để từng bước hỗ trợ người dân xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các sản phẩm được đưa lên sàn vỏ sò.vn đều được kiểm định về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi có lập các nhóm group trên Zalo để tương tác hàng ngày, hàng tuần với các bà con ở các huyện nhằm giúp đỡ cũng như là hỗ trợ trong cái việc đóng gói hàng hóa, quản lý hàng hóa trên cái dàn vỏ sò. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có tương tác với cả Sở Công Thương, cụ thể là đã ký kết biên bản hợp tác với cả Sở Công Thương cũng như là Sở Nông nghiệp để hàng tháng là chúng tôi có những cái danh sách của các hộ sản xuất nông nghiệp để kịp thời đưa lên sàn nhằm đảm bảo cho hộ nông dân cũng như là bà con nông dân có những cái kênh bán online tốt hơn ngoài cái kênh bán trực tiếp của họ. Cùng với sàn vỏ sò.vn, sàn thương mại điện tử Postmart của Bưu điện tỉnh Yên Bái cũng đã trở thành một kênh phân phối hàng hóa chủ lực của các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phát huy lợi thế có mạng lưới rộng đến tận cấp xã, tuyến thu gom hàng hóa hai chiều từ xã lên huyện kết nối với tuyến vận chuyển liên tỉnh, đảm bảo hàng hóa được chuyển đi trong ngày. Bưu điện tỉnh Yên Bái đã thực hiện chuỗi dịch vụ từ thu gom hàng tại hộ sản xuất, chuyển phát đến người nhận, kết nối hệ thống vận chuyển logistics gắn với bản đồ mã địa chỉ bưu chính vì postcode. Nhờ đó đã có trên 47.000 hộ được hướng dẫn tạo gian hàng và đã có trên 500 sản phẩm được bán tại sàn Postmark. Huyện tỉnh cũng tiếp tục có các cái giải pháp để truyền thông nội bộ cũng như là truyền thông rộng rãi trên mạng xã hội để lan tỏa và để nhiều người biết đến cái sàn thương mại điện tử postmart.vn của Bưu điện và để tham gia mua sắm các sản phẩm trên sàn để phát triển, thúc đẩy sự phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn miền núi tại tỉnh Yên Bái. Với việc đa dạng hóa các kênh phân phối, giới thiệu sản phẩm, đặc biệt trong thời đại 4.0 khi xu thế mua hàng online càng trở nên phổ biến, thì việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần không nhỏ giúp các hộ sản xuất nông nghiệp.
các doanh nghiệp nâng cao doanh số và quảng bá sâu rộng sản phẩm, và người tiêu dùng cũng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các sản phẩm đạt chất lượng. Nhờ có cái sàn thương mại điện tử Vỏ Sò thì chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm của mình hiện có lên với cái sàn thương mại để cho chúng tôi được tiếp cận với khách hàng, gần với khách hàng hơn và khách hàng biết đến những sản phẩm của chúng tôi được nhiều hơn. Hàng ngày thì bình thường như chúng tôi bán lẻ ở cửa hàng thì một ngày chỉ được một chục đơn hàng thôi mà thưa khách lắm. Nhưng từ khi mà chúng tôi đưa sản phẩm lên với cái sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, cái lượng khách đưa đến cho cửa hàng là một ngày cũng được gấp đôi, gấp ba những cái khi mà chúng tôi còn đang bán lẻ thông thường ấy. Qua một thời gian thì chúng tôi cũng liên kết với bên Bưu điện, sàn chính là sàn thương mại Comac ấy, để đưa sản phẩm chủ lực của đơn vị mình, đó là 5 sản phẩm đạt OCOP 3 sao lên sàn. Thì qua một thời gian bán trên cái sàn thương mại thì cũng thấy đạt hiệu quả rất là cao. Đến nay tỉnh Yên Bái đã có gần 130 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn, đạt 92%, trong đó 64 sản phẩm được đưa lên sàn Vỏ Sò và 63 sản phẩm được đưa lên sàn Postmark. Đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã trở thành kênh phân phối và tiêu thụ sản phẩm hữu ích cho các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Đây là một cái chương trình để thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong đó tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp và nông thôn. Thì trong quá trình mà Yên Bái triển khai thực hiện thì Bộ Thông tin và Truyền thông có một cái tổ công tác để thành lập ra là tổ 1034 để hỗ trợ 63 tỉnh thành. Thì chúng tôi ngay từ khi mà xây dựng kế hoạch thì là tổ đã phối hợp với cả địa phương xây dựng kế hoạch cho nó phù hợp với cả văn hóa của Yên Bái, đặc biệt là Yên Bái là tỉnh nhỏ, tuy nhiên lại có sản phẩm OCOP rất là đa dạng với 138 sản phẩm, cũng là top 10 trong cả nước về sản phẩm OCOP của địa phương. Và chúng tôi sẽ đồng hành với cả Yên Bái trong việc là hỗ trợ đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho 100% hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử đã góp phần không nhỏ thúc đẩy việc lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên thực tế hiện nay, một số sản phẩm tuy là sản phẩm OCOP nhưng sản xuất manh mún, không đáp ứng được nguồn hàng khi cần tiêu thụ số lượng lớn. Nhiều hộ chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc có nhưng sử dụng còn hạn chế nên hiệu quả không cao. Nhiều hộ còn giữ thói quen bán hàng cũ, chưa mạnh dạn thay đổi tư duy và phương thức bán hàng mới. Khắc phục những hạn chế này và hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 1034 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Yên Bái mới đây đã ban hành kế hoạch 86 về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vậy tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu gì và sẽ triển khai các giải pháp như thế nào? Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện kế hoạch. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa ông, để hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì vừa qua đã ban hành kế hoạch 86. Vậy thì ông có thể cho biết thêm về mục đích cũng như là mục tiêu của kế hoạch đã đề ra của tỉnh ạ? Vâng, mục đích của kế hoạch này đó là hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh bán hàng mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Mục đích thứ hai đó là cái hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy việc tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản trong thời gian cao điểm thu hoạch, giúp người dân giữ được giá sản phẩm, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian. Cái thứ ba đó là thông qua các sàn thương mại điện tử thì các nền tảng số đã cung cấp các thông tin hữu ích cho hộ sản xuất nông nghiệp để giới thiệu và cung cấp cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Và cái mục đích thứ tư đó là hình thành các hộ sản xuất nông nghiệp số, trong đó có gian hàng số, địa chỉ số, tài khoản số, truy xuất nguồn gốc số, nhãn hiệu số trên các sàn thương mại điện tử. Và cái mục đích cuối cùng đó là thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Về mục tiêu thì mục tiêu năm 2022 thì chúng tôi cũng tham mưu cho tỉnh ban hành ba cái mục tiêu chính, đó là 100% sản phẩm OCOP của tỉnh đã được chứng nhận 3 sao trở lên, được đưa lên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò và Postmark. Và 100% hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử. Và mục tiêu cuối cùng đó là thiết lập trên 10.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử. Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra thì với vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thực hiện kế hoạch thì Sở Thông tin và Truyền thông đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào?
Với vai trò là cơ quan chủ trì thì Sở Thông tin Truyền thông của chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, các doanh nghiệp như là Bưu điện tỉnh Yên Bái, Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Thứ nhất là cung cấp thông tin, gồm có những thông tin về các hộ sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp cho doanh nghiệp. Thế rồi cung cấp thông tin hoạt động sản xuất kinh doanh cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra thì chúng tôi cũng cung cấp thông tin về sản phẩm, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, sản phẩm ô cốp, các sản phẩm chủ lực của địa phương trên sàn thương mại điện tử. Tiếp theo là tổ chức đào tạo tập huấn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp. Tổ chức các buổi hội thảo tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh khởi tạo, đăng bán những sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, kèm theo các kỹ năng cần thiết như là phục vụ bán hàng, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, đảm bảo thực hiện hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch. Và cuối cùng đó là chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức truyền thông cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những người tiêu dùng thông minh biết đến lợi ích, vai trò của việc mua bán và thanh toán điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Trọng tâm hơn nữa là giới thiệu được các thương hiệu sản phẩm nông sản của Yên Bái đến các tỉnh và du khách nước ngoài. Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia buổi phỏng vấn với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái ạ. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc chủ động tìm hướng kết nối bán sản phẩm qua các kênh online, sàn thương mại điện tử đã không chỉ là giải pháp giải tỏa ách tắc trong tiêu thụ nông sản mùa dịch, mà được kỳ vọng sẽ trở thành kênh chiến lược để phát triển thị trường nông sản Yên Bái vươn xa ra thị trường thế giới. Đến đây thì chuyên mục câu chuyện thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.